chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrow and Beauty. Và trước màn hình ống kính đây có vẻ như là một khung cảnh vô cùng quen thuộc, và đó là khu kỹ thuật laser của DK. Và chuyên gia của chúng tôi thì vừa thực hiện xong một ca laser môi cho một chị khách hàng rất là xinh đẹp. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Chị, em chào chị. Chị ơi, chị có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người theo dõi livestream được biết không ạ? Mình tên là Hà. Khi mà muốn tới các thẩm mỹ viện ý, thì điều đầu tiên là mình nghĩ tới các bạn. Và hôm nay nghe rất là nhanh chóng mình đã tới đây. Và ngay từ lần đầu tiên gặp mặt và nói chuyện với các bạn, mình đã thấy hài lòng. Hy vọng rằng là sau buổi hôm nay thì mình sẽ xinh đẹp lên hơn rất nhiều ạ. Vâng ạ. Chị Hà, cho em hỏi thăm là hôm nay là mình thực hiện laser môi này, và sắp lúc một lúc nữa thì mình sẽ laser mày đúng không ạ? Vâng chị ạ. Chị cho em hỏi là lông mày và môi của mình làm được bao nhiêu lâu rồi hả chị? Mình làm được hơn một năm rồi ạ. Hơn một năm ạ. Vâng, em xin mời chuyên gia có thể phân tích giúp mọi người theo dõi livestream được cái tình trạng môi của chị Hà được không ạ? Cái tình trạng của bạn Hà đã, cái mực của bạn ấy là cái gốc mực nó không được tốt, cho nên là bạn ấy mới làm một thời gian ngắn thôi, nhưng mà nó đã bị xỉn màu, và cái kỹ thuật đi của cái người chuyên gia cũ cũng thế, khiến cho cái vùng mực nó không được đều, nó bị bết phần viền này. Đó. Ngoài ra có gì đặc biệt không ạ? Em thấy đây là có vẻ như là có mực da chị? Đúng rồi, bạn còn bị chèn mực da cái phần khóe nữa. Phần khóe này bị chèn mực da này. Vâng. Thì như chúng ta vừa nghe chuyên gia của chúng tôi chia sẻ đấy, thì là cái gốc mực phun xăm này của chị Hà mới được có hơn một năm thôi, nhưng tuy nhiên thì màu bị bết này, và thậm chí là đang có cái hiện tượng là bị thâm trở lại, và ngoài ra thì viền môi đã bị xử lý ở mực da. Thì chuyên gia của chúng tôi đã vừa mới xử lý hút mực cũ ở trên bề mặt môi của chị Hà, thì như chúng ta có thấy đây, trước và sau khi hút môi của chị Hà bây giờ. Sau khi hút thì môi của chị Hà đã được cải thiện hơn rất là nhiều rồi, và với công nghệ laser Picomark ở tại DK thì quá trình diễn ra rất là nhanh. Em xin mời chuyên gia có thể thực hiện bôi dưỡng cho chị Hà. Chị Hà ơi, trong quá trình laser môi thì chị thấy thế nào ạ? Ban đầu thì mình cũng hơi lo lắng, nhưng mà khi các bạn làm laser môi cho mình ấy, thì mình cũng chỉ cảm thấy là hơi chăm chút một tí thôi, nhưng mà trong khả năng mọi người có thể chịu đựng được. Vâng, mọi người diễn ra rất là nhanh đúng không ạ? Vâng, mọi người có thể hoàn toàn yên tâm khi đến với các bạn. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Hà rất là nhiều. Và bây giờ thì em xin mời chuyên gia có thể thực hiện xử lý mực mày cho chị Hà rồi ạ. Và nếu như mà các chị em thường xuyên theo dõi đi cây ở trên fanpage thì chắc chắn là cũng sẽ có những cảm nhận giống như chị Hà đây. Đó là cơ sở của chúng tôi đã sở hữu cái công nghệ laser là công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay rồi. Và đặc biệt thì ngoài cái hiệu quả trong cái quá trình hút, thì nó còn một cái yếu tố vô cùng quan trọng nữa và rất nhiều khách hàng quan tâm, đó là sự an toàn. Và như chúng ta có thể thấy thì khi tia laser đi đến đâu, tác động đến đâu thì chỉ hút mực thôi. Ngoài ra thì không hề ảnh hưởng tổn thương da này, không hề có dấu hiệu bị bong chóc, chảy máu, và thậm chí là lông mày của chúng ta cũng không bị cháy nữa. Và điều quan trọng là cái quá trình diễn ra rất là nhanh, và nó khác hoàn toàn so với những cái gì mà chị em từng lo lắng trước khi laser. Vì thông thường thì chị em rất là lo sợ, đó là sợ cái quá trình nó diễn ra đau, nó bị tổn thương da. Như chia sẻ của chị Hà vừa rồi thì chúng ta có thể cảm nhận được là cái công nghệ này của chúng tôi hoàn toàn không gây đau đớn, nhưng có thể là trong quá trình nó chỉ hơi trong chút một chút xíu thôi. Chị Hà ơi, thì không biết là sau khi mà thực hiện laser hút mực này và mực nguyên cũ này đi, thì mình đã có ý định làm lại sản phẩm mới bên em chưa ạ? Rồi ạ, mình đã đăng ký ngay rồi ạ. Mình đăng ký luôn combo ngày mai rồi không chị? Vâng, và chắc hẳn là sau khi mà chị Hà thực hiện xong này, cái combo laser này, thì mọi người rất là mong chờ cái sản phẩm sau cùng của chị. Cảm ơn những chia sẻ của chị ngày hôm nay rất là nhiều. Và hiện tại thì dịch vụ laser của chúng tôi đang được áp dụng chương trình giảm 40% nhé mọi người nhé. Và các chị em hãy gửi ngay tình trạng của mình qua fanpage của DK ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay.